Hello các bạn, thì hồi tối mình có tách mấy con cá mái nè các bạn, mái đẻ. Được tách khoảng 6 con các bạn. Và có một con tách trong cái lồng này nè. Và nó đẻ quá trời luôn nè. Mình không có bỏ con cá mẹ trong đây, tại vì con cá mẹ nó bầu bỉ lắm rồi, không có cần cho ăn cho nên mình bỏ ngoài các bạn. Cái cá con nó đẻ, nó chui vô cái lồng này nè. Cá con này thì mới đẻ hồi sáng luôn ha. Hồi qua mình mới tách con mái này nè. Này đã đẻ rồi. Các bạn có thể bỏ nó rong vô như bên đây, nhưng mà bên đây thì nó dễ ăn lắm rồi. Nó còn lèo nguyền hết rồi, còn gì là nó chắc ăn các bạn. Với lại dưới đây nữa nè. Đó, thì sẵn mình chia sẻ cho anh em một số cái kinh nghiệm mà để nuôi cá con mau lớn luôn ha. Nuôi cá con từ nhỏ tới lớn luôn. Này, quá trời luôn nè các bạn. Nấy mấy con mái này cũng khá là to mà cách nay 2 ngày chưa đẻ. Con này thì nó đẻ sao lát nhát không mấy con à. Cũng nhiều nữa các bạn. Khoảng 1-20 con thì cái này đứa đầu thì cá mái nó đẻ hơi ít. Con bên đây cũng vậy nữa nè. Khi mà con cá con mới đẻ ra thì nó còn một cái noãn dính theo nó. Nó sẽ sống bằng cái noãn từ 3 đến 5 ngày ha các bạn. Thường là cá con mới đẻ ra anh em chờ từ 3 đến 5 ngày á, anh em không cho ăn cũng được. Mình ở đây thì 3 ngày đi. 5 ngày thì nó hơi nhiều, mà thường theo lý thuyết thì 5 ngày, còn ở đây thì 3 ngày đó bắt đầu cho ăn ít rồi. Thường là anh em mà nuôi mà ít gì nè, anh em tưởng nó ăn á, mà anh em cho nó ăn nhiều dư đồ á thì nó sẽ hư nước, thì dẫn tới cá con nó sẽ bị túm đuôi kim. Túm đuôi kim là cá con sẽ không sống mà. Cá con mà bệnh rồi á thì khó trị lắm các bạn. Thà con cá bự á nó bệnh thì còn dễ dễ ha. Còn con cá con mà anh em đánh thuốc vô là nó chết hết à. Đánh thuốc hoặc muối vô là nó đi hết à. Ở đây gì mà nó còn nhảy nó ăn nữa các bạn. Ở trong đó mình cũng có tách một con mái. Rồi thì cỡ này á, thì anh em tôi để ở đây khoảng 3 ngày thì tôi sẽ cho ra hồ khác, hoặc là cái hồ bự này tôi để ở đây luôn. Còn mấy con này á, thì 3 ngày là tôi sẽ tách lên cái hồ mấy khay xanh gọn nữa các bạn. Đó. Thấy không? Rồi và sẵn tiện ở đây á, thì mình có một bầy này ra nó khoảng 1 tuần nữa các bạn. Đó, cá con này khoảng 5 ngày đến 1 tuần nha. Đó, thì cá con á, anh em cho nó ăn thức ăn chủ yếu mà cá con mà tốt nhất cho cá con là Artemia ha các bạn. Artemia ấp nở đó, thì anh em cho nó ăn nè, cho nó ăn. Nó rất là mau lớn các bạn. Còn nhưng mà nhược điểm thì cái này nó ấp khá là cực. Mình cùng là người ít có thời gian nữa các bạn, cho nên mình bỏ tủ lạnh nè. Bỏ tủ lạnh 1 ngày mình mới cho nó ăn, ấp trước 1 ngày ha các bạn. Cái cho nó ăn nè, bên đây cũng có cá con nữa nè. Hai hồ này á, thì nó cũng mới có 1 tuần hả, 5 ngày đến 1 tuần các bạn, không nhớ rõ. Còn bên dưới đây là mấy con mái mà mình tách đẻ rồi bỏ ra đây mình dưỡng nè, mình cũng cho nó ăn ngạt tơ luôn nè. Nó bảo ăn là nó bu lại hả các bạn. Đó. Rồi còn anh em nào mà nuôi cá con á, mà 1-2 hồ hay 10 hồ gì á, mà không có nói chung là không có thời gian ấp đi, thì mình đây mình sẽ sử dụng cám. Mình loại cám này á nè, anh cho anh em coi nè. Cám này nó cực kỳ nhuyễn luôn, nó là bột ha các bạn. Đó. Cám này thì mình chọn vitamin với khoáng đồ vô rồi. Đó, cho nó ăn. Thì cái này á thì anh em cứ rắc lên. Rắc lên là nó, cám này là nó không tan trong nước, nó sẽ hạn chế cái việc mà dơ nước cho anh em ha. Đó. Cái này là cái cách mình cũng tham khảo rất là nhiều nơi rồi, người ta cũng sử dụng. Mình đúc kết rất là nhiều rồi các bạn. Mình mới cho nó ăn á. Đó. Cám này á, thì mình sử dụng cám nền độ đậm là 55%. Đó. Rất là cao luôn, ăn con cá rất là mập ha. Để mình lát tôi quay cho anh em xem mấy cái con cá bự của tôi. Rồi, và thì cám nền là vậy, còn mình chọn vitamin với cái này là khoáng các bạn. Khoáng này nó giúp cho cứng vây con cá các bạn. Thường là mình chơi BDSH mon nó mình xài cái này nè. Anh em nào mà có thấy thì cứ xài cái này ha. Cái hũ này á, thì ở ngoài nó bán khoảng 80.000 các bạn. Còn anh em nào mà muốn không có thời gian mà nuôi ít nha, thì có thể mua bên mình, thì mình có thể có chiếc cho anh em bịch này khoảng 45.000 bịch ha các bạn. Thì anh em nào mà nuôi nhiều thì đã có giải pháp cho anh em rồi, thì cái này mình cũng nghiên cứu, mình coi rất là nhiều trại nó làm rồi mình đúc kết ra. Đó. Chứ nếu mà anh em ra mua cám với cái hũ này với vitamin thôi là hết mấy trăm ngàn rồi. Đó. Thì cám này nó không tan trong nước. Nè, cho anh em coi nè.
nó không có tan các bạn, nó nổi trên mặt nước nè. Rồi em trộn vào nước thì nó sẽ dính cái màng cục cục chứ nó không có tan. Còn bọc bên đây. Còn khi mà con cá nó tầm cỡ này rồi nè các bạn, thì với bạn cho ăn cái gì cũng được hết á, trùng chỉ bo bo hay gì á, cỡ này thì nó ăn được mọi thứ rồi. Đó, mọi thứ mà cái miễn là thức ăn cho cá là nó ăn được ha các bạn, trùng chỉ bo bo gì, cá cỡ này thì nó dễ nuôi rồi. Đó, này là bầy HP Retro, cá này tầm 3 tuần á, 3 tuần đến 1 tháng. Đó. Cá cỡ này thì ok rồi ha. Rồi ra đây thì tôi cho mấy cái hồ lớn ăn đi cho các bạn coi nè. Rồi nó thấy tôi nó bu lại ghê kìa. Này là Dumbo mua sắt ha các bạn. Mỗi lần tôi cho ăn là một cục này. Cái hồ này á thì số lượng cá rất là đông luôn. Nè. Vậy thôi, nó không có tan trong nước, nó nổi cục nó đi. Tôi có bỏ con ốc táo nè. Tại vì lúc này thì tôi cho nó ăn là thức ăn này là mình cho nó rải lên luôn, đỡ mất thời gian. Còn bình thường á là tôi có thể tôi do viên lại vẫn được ha các bạn. Quan trọng nước vo viên lại như mấy video trước á tôi có làm á, thì hôm nay thì tôi không có xài vo viên. Tại vì hôm nay rất là ít thời gian các bạn. Nè, nó bù lại nó ăn quá trời luôn nè, thấy không? Cá này thì nó ăn rất là bắt. Bên này. Đây. Bên này cũng vậy. Thì anh em nào mà nuôi ít á thì cứ nhắn tin mình, một bịch mình cũng xếp nữa các bạn. Đó, xíu cho các bạn nuôi cho ăn trải nghiệm ha. Này rất là ok, cá ăn rất là mập luôn các bạn. Nó còn anh em mà sử dụng cám thái thì cám thái cho cá bự bự xíu ăn, chứ cám thái thì nó không có nhuyễn như thế này ha. Này là đầy đủ chất dinh dưỡng. Bên đây cũng có bầy cá con. Bầy này là Dumbo mua sắt. Này Dumbo panda nè các bạn. Và đây có bầy Big Ear. Mấy bầy Big Ear này to quá trời luôn. Hồi bữa gà lỡ ghép mái vô á thì có mấy con mà đẹp quá mà nó bị rách cái tai bơi uổng ghê luôn á. Cho nên đợt này chưa bán luôn, đợt này để lại làm giống luôn các bạn. Bộ Big Ear nè. Tai bự ghê không? Nè, coi con này nè. Bự quá trời bự luôn. Còn bên đây là cá mái của nó nè các bạn. Đó, quá trời luôn. Cá mái thì nhiều, cá trống thì ít quá trời luôn. Đôi khi nó như vậy các bạn. Còn bên đây bầy mái mái này là Dumbo mua sắt các bạn, con còn chết này. Mấy mái to ghê luôn à. Nó cho số lượng cái con rất là nhiều luôn các bạn. Còn cái hồ này mình đang set up thủy sinh. Bên đây thì Big Ear nè, bạn coi nè. Big Ear tại bơi rất là đậm luôn các bạn. Nè. Ngoài đây thì mái của nó nè. Còn đây là bầy Dumbo mua sắt. Đây cũng là Big Ear luôn. Thường ấy thì Dumbo mình nuôi nền đen còn lòng xanh á, hay là mấy con Latium á thì mình nuôi nền trắng ha các bạn. Nè, cái này bên đây cũng các con nữa không. Trên đây á là full gold long nghe ha. Bộ full gold này khá là đẹp. Chứ hồi lúc trước thì mình không có nuôi gold. Đó, để nó bự bự đi mình bắt lên cho anh em coi, chứ giờ này thì còn nhỏ quá. Đó, vậy là xong thôi. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Hồi nãy giờ mình cho ăn cũng khá rất là nhiều hộ các bạn, chẳng ngoài đây là 16 hộ. Ở trong đây 10 hộ lớn nữa. Ở trong kia là hết nhà này 30 hồ, bên kia 30 nữa, với 100 cái hồ kiến nữa các bạn. Bây giờ thì mình đi chỗ nào ăn ha. Bên đây thì có rất là nhiều luôn. Con này. Mà ở đây thì nó không có đèn. Đây, bên đây là bầy rồng đỏ nè. Mấy con nào nấy uống đủ hết ha các bạn. Cái này thì anh em cho ăn ngày 3 đến 4 cử cũng được. Mà mỗi lần cho ăn ít á, tùy theo anh em số lượng mà cho khác ăn các bạn. Cho ăn ít thì cho chia thành nhiều cử. Này vậy Latium Rô nè. Thấy nó bù lại ghê không?
mình có mấy cặp Latium Pro tuyển chống để tôi quay cho anh em coi ha. Đây là cái con Latium nè các bạn, Latium Pro nó tại size khoảng 2 tháng rưỡi ha các bạn. Nè. Vây lưng rất là dày luôn, hàng này làm giống rất là ok luôn các bạn. Nè, vây lưng nè, xếp dày ghê thiệt. Ghê không? Mà body cũng rất là ok luôn ha các bạn. Nè. Nó hơi nhát ha các bạn, tại vì mình ít quay, ít có bắt lên hồ quá. Đây thì bây giờ thì nó cũng dạng dạng nó đứng lại nè. Và anh em coi cái vây lưng xếp ly dày ghê không? Đó. Trời, thì anh em nào mà muốn lấy bộ này làm giống thì cứ nhắn cho mình nha, 350.000 một cặp. Đó. Cá này thì cá 2 tháng rưỡi, anh em nuôi càng lâu á thì cái vây lưng nó càng xếp xuống ha. Nè. Anh em coi nè. Vây nó xếp ly ghê ha. Đó. Thì cái dòng này ở trên thị trường có rất là nhiều bộ luôn các bạn. Lúc này sao mình thấy rất là nhiều bộ luôn á, có cái bộ mà con mái đen nữa. Con mái đen thì nó kết hợp với con HB, còn con cái mái mình là con mái đỏ ha. Này. Mà vây lưng ra rất là đã luôn các bạn. Đó. Nó xếp ly cộng cộng luôn nè. Chứ gì thì nó càng ngày nó mới sẽ càng quắn, nó sẽ giữ được cái body của nó. Thấy không? Vây lưng dày ghê không? Mình không biết là do khoáng hay là thường ấy nó, mình tại mình đi coi mấy cái chạy HB Retro thì nó châm khoáng rất nhiều. Rồi cho cái vây lưng nó cứng các bạn. Khi mà cái vây lưng nó bự như thế này nè, cộng với ăn uống đầy đủ á, thì nó sẽ gánh được cái vây lưng về già rất là đẹp. Về sau con cá nó sẽ sụ rất là đẹp luôn, chứ nó không bị cong ha, không bị sụ xuống kỳ lắm. Rồi. Đãi ghê không? Nè. Đó, tươi rối luôn các bạn. Con này hình như gần phun Latium luôn rồi các bạn. Đó, còn cái chấm giữa đầu mà mới 2 tháng rưỡi à. Khi mà lớn lên nữa thì nó sẽ full hết luôn ha. Đó, con này thì cái vây lưng này rất là ok luôn ha. Mình có khoảng mấy cặp mà các bạn. Máy thì có nhiều. Anh em có thể mua theo trio thì được. Cũng được nữa. Rồi, hơi nhát ha. Đây, để tôi cho anh em coi cái. Đây là mấy bầy ong xanh nè, để mình bỏ cám xuống cho nó ăn rồi cho bạn xem. Trời, nó bu lại ghê ha. Rất là háo ăn các bạn, tại vì cái cám thì có rất cái mùi khá là thơm. Nè, cho anh coi nè. Nè, bên đây thì bầy này bự hơn xíu. Đó. Bỏ vô, rồi nó bu nó ăn. Rồi ok, thì cắt video của mình đến đây thôi ha. Để thì anh em nào mà thích mua cá hay là có lấy cá này về trải nghiệm thử thì cứ nhắn tin cho Zalo của mình nha. Đó.